Chị ơi, ghe này có phải thằng Ân trong đó không? Anh muốn gặp anh Ân hả? Có nó không? Anh ơi. Ai vậy em? Bạn anh hả? Mời anh xuống ghe uống nước nha. Không cần đâu em, đến lên bờ nói chuyện với anh. Tại sao ông làm vậy? Trời ơi, anh Hưng. Khốn nạn, tại sao đối xử với Hiền như vậy? Tại sao bỏ Hiền? Mày trả lời đi. Tôi biết tôi có tội, nhưng thực chất tôi không yêu Hiền. Mày là thằng ghen. Nếu như không yêu Hiền thì ngay từ đầu mày dứt khoát đi. Tại sao tới ngày cưới mày bỏ đi? Đúng là hèn hả? Mày không đáng sống trên đời này. Mày chết đi. Thôi mà. Mày, thôi mà. Tôi xin anh mà. Tôi nhàn xin anh mà. Tôi lại anh. Anh tha cho anh đi. Tôi lại anh. Anh đừng đánh. Đừng đánh chồng tôi. Anh ơi.